đến với chương trình Người Trong Căn Nhà. Và hôm nay chúng ta sẽ làm những thứ về những thứ mà chúng ta chưa làm, vì đây là một cái kênh mới của chúng tôi nên chúng tôi sẽ làm về những thứ. Và đây là tập đầu tiên chữa không liên quan trẻ cũng đéo liên quan luôn, và món đồ cũng đéo liên quan luôn. Tôi không biết là gì, tôi mua đéo liên quan. Và hôm nay chúng ta sẽ đóng gói thành công phỏng vấn hai người, đó chính là một người là sói đen. Cho mày coi lại nè, mấy con này nó thích điện.
Có đi chưa? Quay đứa này. Đây là dính nước rồi luôn rồi. Dính nước rồi. Đi tiếp. Cho bạn bài lịch sử của cái chương trình chị quá này. Hồi xưa là cái phòng đó, cái phòng này. Nên đấy hiểu tại sao nó vô phòng 1 luôn. Mày đi mua sữa. Nè, sữa gì sữa để mai đi học. Ok. Đi uống cà phê. Nếu nó bị hồn nó uống cà phê. Phú đen để nó khỏi. Ok, đến chương trình này để kết thúc vào luôn. Chưa. Làm cái tai nghe này nè. Đưa điều tai nghe này. Nè, cái này là cái gì? Vô đi đi lo chương trình chưa xong mày mày chứ đi phỏng vấn người lẹ hoài. Tụi phải lấy cái nóng này đi vô rồi chứ không mày thèm vô đặt mày chúng tay lại đây coi lại đây cùng với mình lại đây điều rồi đó. Chúng ta sẽ làm một nghi lễ triệu hồi thần kiệu. Đây ta sẽ làm dư kiệu. Không được. Tôi ngồi đi đâu á.